Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi dãy áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng ở phía tây tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc và đẩy dịch dần xuống phía nam nên từ chiều tối và đêm nay ở khu vực bắc bộ sẽ có mưa rào và rông, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn rông thì có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh như là Hà Giang, tuyên quang, lào cai, yên bái, phú thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài sang ngày mai nên nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tạm thời chấm dứt và thời tiết chuyển sự mắt hẳn. Giải cao thấp bị đẩy lùi dân phía Nam nên vùng mưa không chỉ xảy ra trên phạm vi ở Bắc Bộ mà khả năng sẽ còn mở rộng ra một số tỉnh thuộc phía Bắc của miền Trung. Cùng với đó thì tình hình nắng nóng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ cũng có xu hướng dịu dần với mức nhiệt giảm xuống khoảng từ 2 đến 3 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì gió mùa Tây Nam đang trong thời kỳ hoạt động mạnh nên dự báo thì mưa rông sẽ có xu hướng tăng lên cả về diện và cường độ trên cả hai khu vực. Thời gian mưa xảy ra chủ yếu vào buổi chiều và tối. Trong cơn rông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tiếp theo mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết các vùng du lịch trên đất liền và hải đảo trong 24 giờ tới. Tại khu vực Tây Bắc, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều tối và đêm nay thì ở khu vực này sẽ có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông thì có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Sapa, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Thành phố Tam Đảo, nhiệt độ là từ 24 đến 30 độ. Và tại Điện Biên, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Tại khu vực Đông Bắc, dãy áp thấp cũng sẽ gây mưa và rông trên diện rộng cho các tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Bộ. Riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn rông thì có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Tiết trời mát mẻ hơn nhưng lại không mấy thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng từ 24 đến 28 độ và cao nhất trưa mai sẽ dao động từ 32 đến 33 độ. Lui xuống khu vực miền Trung phía Bắc đầu Hải Vân, nắng nóng vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên sang ngày mai thì cường độ nắng sẽ có chiều hướng dịu hơn. Đồng thời, riêng ở hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An, trong ngày mai thì khả năng sẽ có mưa rông rải rác. Tại Sầm Sơn nhiệt độ dao động từ 28 cho đến 37 độ. Phong Nha Cải Bàng nhiệt độ là từ 30 đến 37 độ và tại Huế nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 38 độ. Khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân trong đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và rông vài nơi, ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng và Hội An vẫn ở mức 37 38 độ nên cũng ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của du khách khi mà tham quan khám phá. Riêng tại Bà Nà tiết trời ôn hòa với nhiệt độ đêm nay và ngày mai dao động từ 23 đến 32 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu Gió mùa tây nam đang hoạt động khá mạnh cùng với những cơn mưa rông xuất hiện chủ yếu vào buổi chiều. Trong cơn rông thì có khả năng còn kèm theo hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ dao động từ 26 đến 27 độ và cao nhất trưa mai từ 33 đến 34 độ. Thời tiết nhìn chung không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch khám phá biển đảo. Tuy nhiên, những điểm du lịch sâu trong đất liền vẫn là lựa chọn phù hợp cho du khách. Nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 km về phía đông bắc, Bào Trắng thuộc địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình là một hồ nước ngọt nằm giữa những đồi cát trắng mịn có diện tích lên đến 70 ha. Sau khi ngồi thuyền dạo chơi, câu cá hay chiêm ngưỡng khung cảnh xinh đẹp của mặt hồ lất vất là sắc hồng của sen. Du khách có thể tham gia trượt cát hay thuê xe để khám phá đồi cát cũng sẽ đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Còn chúng ta sẽ đến với khu vực tây nguyên. Đêm nay có mưa vài nơi, nắng ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông thì cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Tại Pleiku, nhiệt độ sẽ dao động từ 21 đến 29 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ là từ 23 đến 30 độ và tại Đà Lạt nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực các tỉnh Nam Bộ, so với khu vực Tây Nguyên thì ở khu vực này mưa sẽ khả năng xảy ra trên diện rộng hơn, có nơi có mưa vừa, mưa to và rông. Trong các rông cũng cần đề phòng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Tiết trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất hầu như sẽ không vượt quá ngưỡng 33 độ. Và cuối cùng là những thông tin thời tiết tại hai điểm du lịch biển đảo là Phú Quốc và Côn Đảo. Thời tiết xấu cộng với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên thời gian này hoạt động du lịch biển đảo sẽ không có thuận lợi. Tại Côn Đảo, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ và tại Phú Quốc nhiệt độ là 26 cho đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.